mình sẽ làm đều đặn hàng tuần, hàng tháng và hàng năm, đến khi nào mà mình mắt mà tay chậm không thể làm được nữa thì thôi. Nên là anh em đăng ký hai kênh YouTube này của mình để cập nhật những cái video công nghệ mới nhất từ mình nhé, và để cho mình và anh em cùng nhau trưởng thành và cùng nhau già đi nha anh em nhé, trên cái kênh YouTube này luôn. Chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Vững Máy Tính mình. Thì cái khoảng thời gian gần đây mình rất là bận anh em ạ, mình một mình làm hết tất cả mọi việc luôn, từ lấy hàng xong mà lắp máy, xong rồi cài máy, xong rồi đi giao máy, tất cả mọi thứ là mình làm hết, nên là mình rất là bận anh em ạ, mình rất là bận. Với lại cái đơn hàng của mình dạo này nó cũng cái thời gian dịch thì đơn hàng nó cũng rất là nhiều, nhưng mà mình vẫn cố gắng mình ra đều video cho anh em xem nhé. Mình ra video trên hai kênh, kênh này và kênh một kênh Vững Máy Tính nữa, thì mình có để cho link mô tả đấy anh em, và anh em đăng ký giúp mình. Kênh này mình ra 3 video đều đặn hàng tuần, hàng tháng và hàng năm, đến khi nào mà mình không có thể làm được video nữa thì thôi. Nên là anh em muốn cập nhật những cái video công nghệ mới nhất ấy, từ mình ấy, thì anh em có thể đăng ký hai kênh này để ủng hộ mình nhé. Ngày hôm nay mình sẽ xây dựng cho anh em một cái cấu hình máy tính, cấu hình PC chỉ có cây thôi, mạnh nhất trong tầm giá 5 triệu anh em, 5 triệu nhé. 5 triệu mấy thì mình chưa tính, thì con rồi tí nữa đi vào giới thiệu chi tiết từng cái linh kiện ấy, thì mình sẽ nói giá cho anh em. Cái con PC này thì nó có cả linh kiện mới và linh kiện cũ, thì mình sẽ nói giá cho anh em, thì đến cuối cái video thì anh em cũng có thể cộng tất cả linh kiện ấy vào, thì anh em có thể biết chính xác cái giá được khoảng tầm bao tiền. Thì mình chỉ áng chừng 5 triệu thôi, đảm bảo với anh em là cấu hình này rất là ngon luôn và rất là mạnh luôn, và tầm giá thì cực kỳ rẻ. Anh em mà dựng cấu hình này chơi game thì rất là hợp lý và tuyệt vời nhé anh em nhé. Đây nha anh em, cái linh kiện đầu tiên là mình muốn giới thiệu đến cho anh em đây. Đây là con chip này, i3 này anh em này. Con chip i3 này 9100F này anh em này. Cái con chip này thì cái ưu điểm của nó là nó rất là khỏe và giá thành của nó thấp anh em ạ. Giá thành nó thấp thì để đảm bảo được cái tiêu chí là giá thành rẻ và hiệu năng cao, thì mình sẽ dựng cho anh em trên cái con chip i3 9100F này, sóc kép 1151 này anh em ạ. Con này là con chip mới tinh nha anh em nhé. Mới tinh thì bây giờ anh em có thể mua được con chip này là với giá là 1.650.000, thì quanh quẩn cái giá đấy anh em ạ, 1.650.000. Con này là 3.6 cửa Z nha anh em, i3 9100F. Thì cái con này nhược điểm của nó là khi mà nó lắp vào cái bên ấy thì là nó sẽ không xuất được hình. Ví dụ như anh em mà không có cạc hình thì anh em sẽ không xuất được hình ở cái cổng này nhá anh em. Đấy, những cái cổng này mà anh em phải lắp cạc màn hình vào. Nhưng mà nếu mà anh em mà chơi game thì anh em chắc chắn phải có cạc hình, nên là anh em sử dụng con chip này nó rất hợp lý và giá thành nó rẻ. Còn nó có một cái mã 9100 mà không có ép thì nó có thể xuất được hình ảnh qua cái cổng này. Nếu mà anh em không lắp cạc hình nhưng mà cái con đấy thì nó giá cao. Đấy, thì mình sẽ lắp cho anh em cái cấu hình này. Và để lắp con chip đấy thì mình sẽ sử dụng một cái con main B150 nhá anh em nhá. Main con này là con Giga B150 này anh em ạ. Về cái phần lý thuyết mặc định ấy thì là cái con đây, hoặc là nếu mà anh em muốn rẻ hơn thì anh em sẽ sử dụng trên những cái con H110 này. Đấy, thì nó cũng sóc két như này, H110 sóc két như này thì là nó sẽ rẻ hơn. Đấy. Mấy con này thì mình chưa mốt bài ốt, nên là mình sẽ test trên cái con B150 này. Con B150 thì anh em lắp thì nó đắt hơn khoảng tầm 200 gì đấy. Anh em lắp H110 cũng được. Nhưng mà về cái phần lý thuyết thì cái con H110 B150 nhá, là nó có thể lắp vừa cái chip 9100F này, mà nó sẽ không nhận ở trên con B này. Nếu muốn nhận thì anh em phải qua một cái công đoạn là anh em mốt cái BIOS này, mốt cái BIOS của cái con bên này thì nó mới nhận lên 9100F, chứ không thì nó chỉ nhận đến i3 6100 hoặc 7100 thôi nhá. Đấy là mặc định, chứ còn nếu mốt BIOS thì có thể nhận được lên đến đầu 9. Đấy anh em ạ. Thì cho nó rẻ anh em. Chứ còn đâu nếu mà anh em mua cái mấy cái dòng bên 360 hoặc là 310 ấy, thì nó lắp vào cái con chip thì không cần mốt BIOS nó cũng nhận chip 9100F, nhưng mà cái con ấy giá nó đắt hơn mấy con bên này tầm 400-500, nên là nó không đảm bảo được cái tiêu chí là giá thành rẻ, nên mình lắp mấy cái con kiểu như này nhá anh em. Con này thì nó giá nó cao hơn con H110, bởi vì là nó có 4 khe RAM này. Đấy, nó chạy đua cả các thứ, hỗ trợ SSD M2 anh em ạ. Đấy, mình cũng mới mua được cái con SSD M2 anh em. Lắp vào chip con bên luôn. Cái linh kiện thứ ba bên chip RAM, à đây RAM đây anh em. RAM thì với một cái bộ máy chơi game thì anh em có thể sử dụng cho mình là một cái thanh RAM 4 DDR4 anh em.
Con RAM 4 này là con RAM 8GB nhá anh em. Đấy, còn tùy game anh em chơi, như là thường thì mình thấy 8GB là vừa đủ chơi game rồi. Còn đâu anh em chơi những cái game Call of Duty, Warzone ấy thì anh em có thể sử dụng thêm một thanh 4GB hoặc một thanh 8GB nữa là 16GB chẳng hạn, thì nó chơi rất ok. Còn ổ cứng thì trên cái cấu hình này thì với cái con máy anh em chơi game thì mình sẽ xây dựng cho anh em một cái ổ SSD này. SSD thì SSD mới tinh. À quên, mình chưa nói giá cái con main này. Con main này thì anh em mua trên thị trường bây giờ nó khoảng rơi tầm, con main này thì là 700 nhá anh em. Còn con main H110 thì anh em mua với giá là tầm 550 đến 600. Con RAM này thì mình mua, anh em có thể mua được cái con RAM này với giá là 600.000 nhá anh em. 600.000 này. Bây giờ giá nó tầm dao động tầm 600.000. Nói chung là cái giá của mình đưa ra nó cũng chưa gọi là chuẩn tuyệt đối 100% đâu, bởi vì là đây nó là hàng cũ anh em ạ. Nên nó không có giá chuẩn, nhưng mà nó dao động, chỉ dao động hơn kém nhau vài chục thôi. Con RAM 8GB này là tầm 600.000. Đến cuối video anh em cộng tất cả linh kiện này vào thì thành một cái cây, thì anh em biết cái chính xác nó giá là bao tiền. Ổ cứng này, ổ cứng thì anh em mua thì tầm 400 hoặc là hơn 400 một tí. Còn đâu nếu mà anh em mua mà nhờ người ta cải quy thì tầm 450 gì đấy. Ổ SSD 120GB này. Còn với cái cấu hình này thì mình chỉ xây dựng trên một cái con ổ này thôi. Còn đâu nếu mà anh em mà có chứa được nhiều phim hoặc là nhiều game nặng thì anh em có thể lắp thêm một ổ HDD 500GB nữa, thì nó rơi tầm 300.000 nữa anh em ạ. 300.000 đến 400.000 tùy chỗ bán nhá. Có chỗ thì có những cái chỗ người ta vùng sâu vùng xa đấy, người ta có thể bán cho anh em một cái ổ 500GB tầm 800-900 là chuyện bình thường. Mà ổ cũ như hôm lọ mình bán một cái ổ cứng 250GB đấy, thì khách của mình hỏi thì mình báo giá là tầm 200.000, đấy là đến người ta đến người ta lấy luôn. Ở chỗ người ta bán là 400.000 một cái ổ HDD 250GB anh em ạ, bán gấp nãy gấp đôi luôn. Mà trong khi đấy mình bán cái ổ đấy là mình đã lãi tầm 30-40 rồi đấy anh em ạ, và hỗ trợ cái win đấy. Còn một cái linh kiện nữa để đảm bảo cái tiêu chí là giá thành rẻ và hiệu năng cao đây anh em. Đây, đảm bảo tiêu chí giá thành rẻ hiệu năng cao, đây là một con RX570 này. Đấy, con này thì mình để trên giá nó hơi bụi này. Đấy, mình chưa vệ sinh thì nó hơi bụi tí, nhưng nó không ảnh hưởng hiệu năng. Con này là mình thanh lý trong quán nét ra này, chỗ này nó hơi han tí nhưng mà chạy vẫn ok, rất là ngoan, nó chỉ có một cổng thôi. Con này thì không biết là trước có vẻ trâu không, mình thanh lý trong quán nét ra. Đây, con 570 này, giá con này bây giờ anh em có thể mua được với giá là 1.1 triệu anh em ạ. Hơn kém thì bao nhiêu, hơn kém thì nó chỉ tầm 100 thôi. 1.1 triệu nhá. Giá thành giá chưa, hiệu năng rất là cao luôn này. Và để cân tất cả linh kiện này thì mình sẽ lắp cho anh em một cái quần nguồn Hàn Quốc. Quần nguồn này là cái quần nguồn Brober thì anh em ạ. Quần này 600W. Đây, quần nguồn Hàn Quốc màu đen rất đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Quần này thì có thể cân được đến cạc 1070 nhá, chứ còn cạc 1080 là cạc cao thì không cân được. Mà GTX thì có thể cân đến GTX 950 nhá. Còn 960, 970, 980 thì là cần phải lên nguồn. Đấy, thì với cái cấu hình RX570 tất cả linh kiện này thì nó có thể cân rất là thừa thãi, và cả fan led nữa cũng rất ok. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi lắp đặt tất cả các cái linh kiện này thành một cái con PC hoàn chỉnh để mình test game cho anh em xem nhé. À thôi, mình sẽ không lắp vào vỏ cây đấy anh em ạ. Mình sẽ lắp vào một cái giá test máy của mình. Thì mình lắp tất cả linh kiện này vào một cái giá test máy. Thì để mình test game cho, đây, nói luôn với anh em cái con nguồn này nhá. Con nguồn 600W này là anh em có thể mua được với giá là tầm 400-500.000 cái con nguồn này, tùy chỗ bán này. Tầm 400-500.000 cái nguồn 600W này anh em này. Anh em muốn biết cái cấu hình cũng như cái giá cả của từng cái linh kiện trong cái con PC mình dựng cho anh em này thì anh em có thể vào cái phần mô tả đấy anh em xem nhé. Tất cả những cái thông tin, kể cả thông tin cá nhân mình cũng để trên đấy luôn, để anh em có thể vào tham khảo. Chip này chip mới luôn anh em. Chip mới, chip cũ nó không hơn nhau bao nhiêu, mình mua chip mới còn bảo hành. Còn nguyên bút zin này anh em, quạt zin mà có keo tản nhiệt zin anh em. Anh em trong quá trình anh em lắp đặt cái chip này vào bên thì anh em nhớ cẩn thận nhé. Anh em nhớ cẩn thận nhé, anh em lắp dứt khoát vào không thì anh em cứ anh em mà run tay mà anh em cái đầu này mà anh em cứ di đi di lại nó cong cái chân chip là vất cái bên đi anh em ạ. Cong chân chip là đưa thợ người ta không chữa đâu anh em. Cong cái chân chip này chỉ có vất đi thôi, những cái dòng chip cao này nó cái chân chip nó rất là mỏng manh ấy. Anh em cẩn thận nắp cái tản nhiệt ở cái quạt này này, khi mà nó ấn vào cái chip này thì nó sẽ san đều ra cái mặt chip nhé, để anh em yên tâm. Cái con SSD Kheo M2 mình sẽ tháo ra, mình sẽ cắm một cái ổ test máy của mình vào vì nó có rất là nhiều game thì mình sẽ test game cho anh em xem. Còn con này thì tạm thời mình tháo ra, mình sẽ giới thiệu đến cho anh em trong cái video lần sau đi. Đây, mình đã dựng tất cả các cái linh kiện vào thành một cái con PC này anh em này, chỉ có thiếu vỏ thôi anh em ạ.
chỉ có thứ vỏ đây, nguồn này, bên chip RAM này. Đấy, cạc hình này. Cạc hình quân 570 này quả. À, máy đang nhận ở đây vừa nha anh em nhé. Đây, đây là cái ổ cứng. Đây là cái ổ cứng của mình test máy của mình đây. À, mình đắp vào để test máy đây. Con này nó chưa nhận ở đây vừa nên quả tí nó lại quay tí được không này. Đây, máy nó đang lên rồi, mình sẽ show cho anh em xem cái cấu hình cụ thể ở trên trên Win luôn này. i3-9100F nha, 4 x 4 luồng này, 65W này, tốc độ 3.6 này anh em. RAM này 8GB này, single là một thanh này, main Giga B150 này anh em này. Graphic đây nha, RX570 này, D54GB này. Con này là 256bit nếu mình nhớ không nhầm anh em ạ. Anh em đang đến với Liên Minh Huyền Thoại nha. Trên này mình sẽ show cho anh em cái hình ảnh này, mắc setting luôn anh em. Mình đã độ phân giải là mắc setting mà tất cả các thứ luôn. Đấy anh em nhìn này, mức FPS này bạn anh em tự cảm nhận 330 mấy này. Mua đồ lên đánh thử xem nào có FPS nó có giảm xuống sâu không. Mình nghĩ là chắc chắn sẽ giảm, nhưng mà với cái cấu hình này thì mình thì FPS của nó có cực cao luôn anh em. Con này thì anh em có thể vừa chơi Liên Minh, vừa chơi FIFA, CF, anh em vừa livestream OBS được nha anh em nhé. Cái giá mình nói với anh em ở đầu video từng cái linh kiện này là cái giá mà khi mà anh em đi mua lẻ từng linh kiện về để anh em ráp thành một cái cây nhá. Còn đâu nếu mà anh em muốn mua chọn bộ cả một cái cây PC này thì anh em phải cộng thêm tầm 400-500 nghìn gì đấy, bởi vì đấy là cái công người ta đi nhập linh kiện với lại test linh kiện và cái công người ta bảo hành cho anh em nếu mà anh em muốn mua cả cây ở những cái cửa hàng máy tính anh em ạ. Mình cũng bán máy tính này, nhưng mà mình làm cái kênh YouTube này một phần là mình vì đam mê nên là mình sẽ chia sẻ với anh em tất cả những cái thứ mà mình biết ở trong nghề anh em ạ. Với lại cả giá cả mình cũng công bố thực luôn đấy, để anh em mua nó đỡ bị thiệt thòi cho anh em nhé. Đây anh em có thể nhìn thấy cái mức FPS khi mà cài đặt marketing, anh em nhìn có phê không? Quá phê luôn, 160 mấy này anh em. Mức FPS nó rất cao anh em. Show cho anh em cái setting ở trong FIFA 4 đây, hình ảnh đây. Đồ họa này, mức cao này, đấy, Full HD 1080 này, cao nhất này anh em này. Nói chung là trong cái FIFA với Liên Minh thì nó FPS nó không thể hiện được điều gì, bởi hai game này nó game rất là cùi. Mình vào mình show cho anh em xem cho nó vui thôi, mình không test thì anh em lại mắng mình, nên là mình cứ vào mình test cho đầy đủ thôi. Mình thích test những cái game nặng trên cái cấu hình này hơn anh em. Con này cũng có thể live stream vừa chơi FIFA 4 nhá. Đấy anh em nhìn cái thông số ở trên ấy thì anh em biết là cái hiệu suất của nó dư giả như nào nhá. 39% CPU, nó chỉ sử dụng 39% hiệu suất CPU. GPU thì lúc 0%, lúc 100% thì mình chả biết nó sử dụng bao nhiêu, nhưng mà nó ăn ít đấy anh ạ. Nó ăn ít cái cấu hình này đó, một cấu hình này rất là thừa thãi, chơi max setting cực kỳ mượt luôn ý. À đấy. Cấu hình này thì anh em có thể làm đồ họa cũng như là render video nhé. Render video làm YouTube cũng rất là ok đấy. Nó không bằng cái bộ 7 triệu lần trước của mình về render đâu, nhưng mà con này thì nó lại là phục vụ cho game nhiều hơn. Nhưng mà để nói nhu cầu render video làm YouTube cũng ok, cũng ổn anh em ạ. Anh em đang đến lại BUVG PC nhá anh em nhá. Chơi trên PC cho nó sướng. Thế còn trên cấu hình này mình không thích test Free Fire với lại mobile lắm anh em ạ. Đây, FPS của nó đây. Show cho anh em xem cái setting đây. Nó đang để là lâu này, gây lâu này anh em này. Này, đây là những thông số anh em có thể nhìn thấy nha anh em nhé. Dì chú ơi. Đây, chú cái này cho chú. Đợt này chú mấy cái như này sợ nó đang ấy lại cái đầu wifi chú đấy. Anh em có thể nhìn thấy mức FPS nó rất là cao nhé anh em nhé. Rất là cao luôn anh em ạ. À, hạ cánh an toàn nhé, không giật điếc, không đơ điếc gì cả này. Đấy anh em nhìn này, chơi này, đồ họa này. Nhìn anh em nhìn hình ảnh này, nền cỏ rất là xanh mượt này. Đấy. À cỏ này nó hơi úa tí nhưng mà nếu mà cỏ xanh thì nó rất là xanh mượt nha. Vào đây lấy mình, cái này mình vẫn chưa biết chơi anh em ạ. À, anh em chơi rất ok, với cái tầm tiền 5 triệu mà chơi PC như này thì à có nhiều anh em hỏi mình là muốn mua dựng một con máy chơi PC mà thì nó khoảng tầm bao nhiêu thì anh em có thể dựng cấu hình này nhá. 5 triệu đây anh em, khoảng tầm 5 triệu hơn 5 triệu rất ok đây nhá, dựng cấu hình như này cho mình.
thì mình cũng buôn bán nha, anh em mà có muốn mua linh kiện thì liên hệ mình nha, hoặc mua cả cây thì liên hệ mình. Đấy, hoặc là anh em mua đâu cũng được, nếu mà anh em xa hoặc là anh em không thích mua chỗ mình ấy, thì anh em mua đâu cũng được, anh em cứ dựng cái cấu hình này thì là anh em chơi rất là ok, tầm tiền này cũng rất là hợp lý nha anh em nhé. Đây, anh em nhìn mức FF đây, cái GBU này nó 0% đây kìa anh em, CPU có sử dụng có 26% này. Mình tăng mức setting lên xem nào. Ultra nhé anh em. Đấy, nên Ultra đánh thử xem như thế nào nhá, cho nó ngốn cấu hình hơn đi. Ultra thì ui nó đẹp thế nhỉ anh em nhỉ. Đẹp long lanh luôn, nhưng mà nó chỉ 64 FPS thôi anh em ạ. Nhưng mà cái này trong lúc giao tranh thì lên để dưới Ultra nhá anh em nhá. Đây, bọn này nó biết mình vào game nó sợ hay sao anh em, chạy hết đi. À, biển xanh, biển đẹp hơn cắt bà luôn anh em nhé. Tình yêu đang đến với lại người ta làm nhá, một tựa game nó đòi hỏi cấu hình rất lạng luôn. Mình vẫn chưa tìm được cái cách mở khóa FPS thì anh em ạ. FPS tầm 60 thì thường là những cái video trước mình đánh thấy tầm 60 nó còn đã là quá mượt rồi. Sau cho anh em xem cái setting này. Full HD 1080 nhá anh em. Đây, Very High này, đấy Very High này, nó cái này nó tự nhảy anh em ạ. Cái cấu hình phần cứng nó càng cao thì nó lại càng nhảy cái đồ họa cao này, Very High này anh em. Thì anh em nhìn đồ họa rất là mượt luôn này, rất đẹp luôn anh em nhé. Nói chung là mình thấy những cái card của AMD này, những cái card RX của AMD này thì mình thấy nó hỗ trợ tốt hơn trong cái game GTA 5 này, hơn cái dòng của Nvidia anh em nhé. Những cái dòng GTX thì mình thấy chơi nó mức FPS nó thấp lắm mà chơi nó không mượt bằng mấy dòng giới. Đồ họa rất là mượt và rất là đẹp luôn anh em. Anh em mà phải chơi trực tiếp anh em mới cảm nhận được cái cấu hình này nó chỉ tầm 5 triệu, hơn 5 triệu tí thôi, nhưng mà nó chơi game rất là ok luôn. Và cái cấu hình này mình đã tối ưu rồi nhá anh em nhá. Cấu hình này mình đã tối ưu phần cứng để cái mức giá thành nó thấp nhất cũng như là mang lại cái hiệu năng nó cao nhất để cho anh em chơi game này. Anh em mà thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì anh em nhớ like video, đăng ký và bấm chuông để ủng hộ mình nhé. Chơi không giật, không đỡ đốt, không nát nữa kìa. Con này mà anh em chơi trên online, trên stream thì hay đấy. Chơi ok rất là hay luôn. Cảm ơn anh em đã luôn theo dõi, ủng hộ và đồng hành cùng Vững Máy Tính trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua nhé. Và hy vọng là trong cái khoảng thời gian sắp tới là anh em còn ủng hộ Vững Máy Tính mạnh hơn nữa nha anh em nhé. Mình làm cái video này là một phần là mình vì mình thích nên là mình sẽ làm đào đặn hàng tuần, hàng tháng và hàng năm, đến khi nào mà mình mắt mà tay chậm không thể làm được nữa thì thôi. Nên là anh em đăng ký hai kênh YouTube này của mình để cập nhật những cái video công nghệ mới nhất từ mình nhé, và để cho mình và anh em cùng nhau trưởng thành và cùng nhau già đi nha anh em nhé, trên cái kênh YouTube này luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình. Xin chào, hẹn lại anh em ở những cái video tiếp theo nhé. Xin chào.